Hello, xin trân trọng kính chào toàn thể các bác nha. Hôm nay chúng em là mà thôi em thôi, không có chúng em nữa. Em xin giới thiệu với toàn thể các bác một cái dòng sản phẩm của thương hiệu ST Sao Top. Đó là quản lý nguồn. Quản lý bật lên phát nó cứ hiện lên như này này đấy. Bật từ 1 đến 8, tắt từ 8 về 1. Đấy, các bác thấy chưa? Hai bên là hai cái. Hai bên là hai cục nguồn dưới, xong bắt đầu bật lên trên này, bật từng cục một cho các bác xem. Xong là tí nó nhảy từng cục nó tanh tách như là tôm tươi ấy. Đấy, thế nó mới độc đáo. Đấy, các bác nghe giờ đã thấy sướng lỗ tai chưa? Đấy, cứ tanh tách. Rồi. Ờ thì tôm tươi nhảy ác quá. Ở hiện tại bên công ty em đang hợp tác đây thì có khá nhiều dòng sản phẩm như này. Ở đây là có một số ít này là để quay làm video cho các bác xem. Thì giá của hiện tại bên em đang bán ra cho các bác là trên 3 triệu. Trên 3 triệu bao ship cho các bác khắp mọi miền Tổ quốc Nam Châu. Hàng rất là chất lượng. Đó, cái này thì đây, quay ra trong hàng. Các bác xem đằng sau nha, dây nguồn rất là chất luôn. Đây, cả một đống, cả một mớ đây. Cả một hàng, cả một đàn đây. Đấy. Đằng sau thì thêm cả cổng giao tiếp là RS232 để kết nối với máy tính. Và có thêm các cổng link này để điều khiển trên thiết bị cho các bác. Đấy. Và cổng cắm nguồn thì rất là chắc chắn. Và các bác nhìn cái dây nguồn rất là chất luôn. Em sẽ zoom một cái ra. Đấy. Rất là chất luôn, chất lượng cực kỳ cao. Và giá rất là vừa phải, không có cao lắm so với chất lượng. Chất lượng loại này rất là tốt. Phải cắm vào nó như thế, bắt đầu nó đắn dây này. Dây này, cục này là cục trên cùng, xem lại bấm công tắc. Bây giờ bấm công tắc đây. Đấy. Là tự động đèn nó sáng và hiển thị điện áp. À, trong đó là zonia từ từ sẽ đóng từ 1 đến 8. Chất lượng. Chất lượng đi cùng với thương hiệu. Các bác nhìn cái dây nguồn rất là to, chất chất. Cực kỳ chất lượng, to như ngón tay út của em. Rồi ok, bây giờ em sẽ quay ra mặt trước, xong bắt đầu tắt thử một cái nhé, không phải tắt thử luôn mà tắt luôn. Đấy, sau này em bấm tắt. Này. Bấm cái. Bấm đi đâu để tắt đến đấy. Đấy. À, tí nó nhảy cứ như là tôm tươi, các bác nghe xem nó có sướng lỗ tai không. Đấy rồi. Đấy, cứ tanh tạch, cứ nhiều tôm tươi. Có măn đồng hồ để hiển thị điện áp cho các bác xem, rất là tiện lợi. Rồi ok. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại dưới phần mô tả các bác nhé.